Nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, tin cực vui, nghệ sĩ Hoài Linh bắt đầu đi lễ nhà thờ. Xin cầu nguyện cho nghệ sĩ Hoài Linh. Có thể thấy, trong năm vừa qua là một năm biến động và nhiều biến cố nhất trong cuộc sống nghệ sĩ Hoài Linh. Anh bị tố ăn chặn tiền từ thiện và được công an minh oan cho anh vào tháng 12 năm 2021. Rồi sự ra đi đột ngột của cha anh cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhưng điều có lẽ khiến mọi người nuối tiếc nhất nơi anh là sự lầm lạc rời bỏ đạo Chúa mà theo tín ngưỡng thờ mẫu. Được biết, bố mẹ Hoài Linh theo đạo Công giáo, còn anh thì theo đạo thờ mẫu. Chia sẻ với báo chí về tín ngưỡng của con, mẹ Hoài Linh bảo rằng: "Tôi xác nhận gia đình tôi là Công giáo dòng, theo từ thời bà tổ của Hoài Linh chứ không phải mới thời của tôi. Sau đó thì Hoài Linh làm nghệ sĩ và theo đạo khác, nhưng tôi không phản đối." Mỗi con người có một niềm tin, nếu Hoài Linh xác thực đó là một niềm tin thì tôi sẵn sàng cho con theo. Gia đình không phản đối, cấm cản nhưng cũng không ủng hộ, chỉ để yên cho Hoài Linh làm. Nếu Hoài Linh thấy đó là chính đáng cho đời con thì cứ thực hiện. Thế nhưng, thật bất ngờ, theo tác giả Maria Uyên vừa chia sẻ: "Tạ ơn Chúa, chú Hoài Linh đi lễ lại rồi nhé cả nhà. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chú." Những hình ảnh quý vị xem đây là hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh đi lễ tại một nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn. Nhiều người sẽ bất ngờ với mái tóc dài ngang vai cùng gương mặt hốc hác đi rất nhiều, có lẽ vì nhiều biến cố trong năm qua. Nguyện xin Thiên Chúa luôn che chở cho anh và ở cùng anh. Sau đây là tâm thư một bạn trẻ gửi anh, mong anh trở về cùng Chúa. "Đây là lời khuyên chân thành nhất của tôi dành cho anh trong thời gian anh đang phải hứng chịu nhiều điều thị phi của xã hội. Tuyệt đối đừng suy nghĩ theo lối mê tín dị đoan rằng năm nay là năm hạn bị sao Thái Bạch chiếu hoặc bị năm xui tháng hạn, mà trong hoàn cảnh này chỉ cần anh biết quay về với Thiên Chúa, với Đức Mẹ Maria, với đức tin mà anh đã từng theo học thì chắc chắn tâm hồn anh luôn luôn được bình an. Theo được biết, sai lầm lớn nhất của anh là bỏ Chúa để chạy theo cái tôi và những ma mãnh của đồng tiền. Ai cũng biết anh là một nghệ sĩ đa tài, nhưng ít ai biết anh là người Công giáo được thừa hưởng từ ông bà cha mẹ. Một khi quỷ Satan dùng đồng tiền để làm cho anh bị lu mờ về cuộc sống Kitô hữu, nó gắn cho anh những cái mác rất hoành tráng như nghệ sĩ ưu tú, giải mai vàng để biến anh trở thành nô lệ của đồng tiền. Bằng chứng là sự nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua là chỉ kiếm tiền để xây nhà thờ tổ nghiệp nghệ sĩ. Anh nên nhớ, tại Gò Vấp đã có chùa nghệ sĩ. Việc xây nhà thờ tổ nghiệp của anh không sai nếu anh biết tuân giữ những gì thuộc Thiên Chúa và những gì thuộc về truyền thống hoặc phong tục tập quán. Nhưng đằng này, bản chất cái nhà đó đã biến anh thành một kẻ đồng bóng mê tín dị đoan. Satan đang hiện diện ngay chính những tài sản mà anh từng tự hào đã tạo dựng ra nó. Nó đang níu kéo và lợi dụng anh để chống lại Thiên Chúa như nó đã từng làm với tổ tiên loài người. Tôi đoán không nhầm thì chính anh đã từng tự nguyện đến nhà thờ học giáo lý và thờ phượng Thiên Chúa nhờ sự dẫn dắt của bố mẹ anh. Sau năm 1975, cha anh phải đi cải tạo vì đã từng tham gia vào hàng ngũ sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Hoàn cảnh này, chắc chắn anh sẽ đến nhà thờ rất nhiều để cầu nguyện. Sau đó, cha anh được về quy tụ gia đình. Chắc chắn anh cũng phải đến nhà thờ nhiều lần cầu nguyện để cảm ơn Chúa. Tiếp sau nữa, gia đình anh được đến nước Mỹ định cư theo chương trình HO. Chắc chắn những cột mốc đó anh đến nhà thờ cầu nguyện rất nhiều để cảm ơn Chúa. Và cũng chính nơi đây đã cho anh có rất nhiều cơ hội được tự do làm việc, kiếm tiền và danh vọng. Anh đừng quên, trong cuộc sống trần thế của mỗi con người, những gì mình có được đều theo thánh ý Chúa. Vậy
cái anh đang có chưa chắc đã là của anh. Kiếm được tiền là một nỗ lực, nhưng kiếm được nhiều tiền như anh thì phải biết đó là ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho anh. Anh nên cảm ơn Thiên Chúa vì những đồng tiền đó. Thôi, về đi anh, quay về với Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, Ngài là đấng khoan dung và hay tha thứ. Hy vọng trong câu chuyện người con hoang đàng là một dụ ngôn của Chúa Giêsu đã giảng dạy, được Thánh Luca thuật lại tại chương 15 từ câu 11 đến câu 32 sẽ phần nào thức tỉnh trong con người của anh. Trong cuộc sống của mỗi một con người, không ai có thể tránh được miệng lưỡi của thế gian. Đến vàng còn không thuần khiết 100% được thì huống hồ gì là con người, tìm đâu ra được một người hoàn hảo. Nhưng chỉ cần hành động quay về với Chúa trong hối cải là đủ cho tấm lòng bao dung của người cha vẫn hằng mong đợi anh. Bên Chúa và nhờ ơn cầu bầu của mẹ Maria, chắc chắn rằng anh luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Dấu chân của Thiên Chúa luôn luôn đồng hành bên anh. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc, mọi người luôn ủng hộ anh. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.